dậy mày bảo ai là chó đấy. Tao lại đá cho cái bây giờ. Thầy buồn cười thật, lần nào em sang nhà thầy chó nhà thầy nó cũng dồn em từ ngoài ngõ dồn vào thôi. Ăn ở thế nào mà mày đi tới đâu chó trâu đuổi mày tới đấy thế à? Thì em sang em thăm thầy, nay nhà thầy có đám cưới to em định sang ăn cỗ đây này. Thế đi đâu về mà lại đi sang đây thăm thầy? Vừa mới đi nước ngoài về chiều nay xong thầy ơi. Đi nước ngoài thật không? Vâng, vừa nước ngoài về xong này. Ăn mặc lịch sự nhỉ? Dạ. Đẹp đẹp đẹp, em đi nước nào? Đi nước nào đây? Dạ, em vừa mới đi Thái về thầy ạ. Ui ôi, đi Thái Lan đúng không? Đây dạ, này, đây đúng đồ Thái Lan rồi. Đi Thái Lan đúng không? Dạ, em đi Thái Bình ạ. Thái Bình mà bảo nước ngoài à? Tao vừa đi Mỹ với Pháp về, tao còn chưa khoe đây này. Thầy cũng đi nước ngoài á? Ờ, đi Mỹ với Pháp nhưng mà được mời dự đám cưới về luôn Bắc Giang. Thầy cũng về đây ăn cỗ á? Ờ. Nhưng mà thầy đi hai nước trong một ngày liền. Hai nước trong buổi chiều luôn. Úi dồi ôi, hôm nào thầy cho em sang Mỹ chơi với nhá. Nếu em thích thì thầy đại diện cho họ nhà gái, mời tất cả bà con phố giỏ mai đi Mỹ và Pháp chơi luôn. Được luôn à, thế thì còn gì bằng à? Ờ. À nhưng mà thầy đi Mỹ gì ạ? Thì sáng mai thầy cho em với bà con phố giỏ ra Mỹ Đình. Xong chiều mai lại cho em với bà con ra Pháp Vân Cầu Rẽ. Mỹ với Pháp trong một ngày luôn. Đấy là Hà Nội kia, nước ngoài nhà thầy đấy đúng không? Ờ, thế sang đây có việc gì? Thì em sang em nhờ thầy. Đấy thầy ơi, con gái nhà người ta lấy chồng rồi, em vẫn chưa có người yêu này. Tại vì là người ta tử tế, người ta có phúc, còn em thì chả có một cái gì cả, đòi lấy chồng thì lấy vợ lấy em sao? Thì bây giờ em sang em nhờ thầy xem là thầy tư vấn tình yêu, thầy giúp em tán gái với ạ. Nhờ tư vấn tình yêu á? Dạ. Riêng em gặp thầy là em gặp phải cướp rồi, à quên, gặp phải thuốc rồi. Dạ. Em yêu ai chưa? Em yêu rồi thầy ạ. Thế bạn gái em tên là gì? Bạn gái em ạ. Ờ. Nó tên là Doãn Thị Bàn Là. Bạn gái thì tên là cái bạn lạ. Tên nó cũng đẹp nhất xóm. Thế, ấy thầy ạ. Em yêu bạn gái lâu chưa? Dạ lâu lắm rồi thầy ạ. Lâu là từ khi nào? Dạ lâu lắm rồi ạ. Lâu là từ bao giờ? Dạ 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, hôm nay sang thăm tình lại mới toanh ạ. 10 năm rồi mà bạn gái không yêu à? Dạ. Thế em và bạn gái trong 10 năm hai đứa đã tăng 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 chưa? Tăng 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 à, gầy đàn à thầy ơi? Không phải là gầy đàn, tức là em và bạn gái đã từng tưng tưng chưa? Từng 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 à, ôi trời ơi, bật bông bật bông bật bông cái thằng ông nhà mày. Thì hỏi là em và bạn gái đã gọi là ủa ơi, cái thằng này tao hiu trên ra mày hiu ở dưới. Em nhầm, em biết rồi, dạy chim. Ủa, sao cái thằng này này ngu lâu rốt bền thế nhỉ? Thì thầy phải hỏi đây, rõ ra thì em mới đây biết. Đây là cái vấn đề tế nhị. Thầy hỏi em và bạn gái đã hát cái bài Quan Họ của quê hương Hà Bắc của thầy chưa? Bài gì hả thầy ơi? Em và bạn gái trong 10 năm quen nhau đã hát cái bài gọi là Xe chỉ hiêu mây kim à luồn à kim, ô mây à kim đút chỉ vào kim à luồn vào đâu thì lùa. Em với bạn gái xe chỉ luôn kim chưa? Thầy ơi, cái này em chưa. Thằng dốt, 10 năm mày chưa thế đấy, bỏ là phải rồi. Thế bây giờ thầy hỏi có tài năng không, thầy tư vấn cho. Tài năng á? Ờ. Tài năng em rất nhiều tài năng ạ. Em kể tài năng thầy nghe. Ví dụ như là đua xe, đá gà, bia, chơi game này. Đấy mà là tài năng à? Đấy là tật năng. Thế tài năng là gì ạ? Tài năng là em phải biết hát, biết nhảy, biết nghệ thuật. Hát phải hay như là ca sĩ Thắng Lợi ấy. Liên quan đến nghệ thuật à thầy ơi? Ờ. Em hát thử một đoạn cho thầy duyệt luôn nhá. Hát được thì quá hay luôn. Hát thầy đi. Nghe nhá. Rồi hát đi thầy duyệt cho. Nào. Hát nhá. Hai, ba. Hát đi. Em hát đây thầy nhá. Ờ. Hai, ba. Thầy nghe em hát nhá. Hát đi. Hai, ba. Hát bài gì thầy ơi? Ồ. Thằng này cà trớn nhỉ. Hát bài gì ngược để thầy đánh bích bốc cho. Đây thầy nghe nhá. Rồi. Nhạc trẻ thầy nhá. Nhạc trẻ đây, nhạc trẻ nhá. Ờ. Nhạc đám cưới nhá. Ờ, ờ. Thầy nghe nhá. Ờ. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngó tên bục dựng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai xuân nay tới già trẻ đi cùng, tăng ta ra tăng 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 tăng. Tao bảo mày ra hát mày cứ tăng tăng là thế nào? Hát cái bài đàng hoàng để tặng cho quan viên quý khách ở đây cứ bài tăng tăng đấy tăng, liên tăng. Quan đến đám cưới rồi nhưng mà bây giờ không có nhạc thì em phải dạo nhạc. Thế thì em phải hát cái bài gì nó lại đàng hoàng, nó hay, nó tử tế vào để tặng cho bà con. À hay là em chuyển sang dân ca nhá. Biết hát dân ca thật không? Ngày xưa em đi Trăn Châu em thuộc dân ca đấy. Em đi Trăn Châu à? Ngày xưa em ăn châu này. Thế em đồng nghiệp với thầy rồi. Thầy cũng đi Trăn Châu á? Không, thầy chăn bò. À, dạ.
Thế em Chăn Trâu em hát thì nghe thử thầy nghe nào? Bài dân ca đi Chăn Trâu của em nhá. Rồi. Giọng ca Lệ Rơi hát bài dân ca nhá. Rồi rồi, hát em. Di dầu, di dầu, di dầu. Được đấy. Cái quà di lại như châu vô chuồng. Hay đấy. Vô chuồng châu lại trở ra. Tuyệt vời. Trở ra rồi lại như châu vô chuồng châu lại trở ra. Hay. Trở ra rồi lại như châu vô chuồng châu lại trở ra rồi lại. Tao bóp cổ mày. Có mỗi con trâu mày cứ lùa ra lùa vào hết bài hát à? Hát nó phải tử tế chứ lại hát nhặng nhít thế. Thì bây giờ dân ca thì em không hát được dân ca thì em chỉ biết lùa nó ra rồi lại lùa trâu nó vào thôi chứ. Hát thế bà con quê thầy họ cũng thích đâu. À, em đi vào đây là thầy chưa kiểm tra em đi đứng thế nào ấy này. Đi đứng vào nhà bạn gái á thầy ơi. Anh cho tí nhạc bốc đi. Em đi từ đầu kia lên đầu này để thầy kiểm tra xem là. Em đi ngang đây cho thầy xem đi nhá. Đi ngang cho thầy xem nào. Anh ơi, cho em tí nhạc. Anh cho tí nhạc bốc lên. Rồi đúng rồi. Em cho đi thầy xem nhá. Đi 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 mạnh à. Vào nhà bạn gái. Vào này. Nhà bạn gái. Rất là nhẹ nhàng rồi. Luôn này. Rồi. Đấy, vào nhà bạn gái đi này được. Tắt nhạc, tắt nhạc, tắt nhạc. Thế em bị kẹp xăm à? Sao đi vào nhà bạn gái này rú mết cả người vào thế à? Thì... mình là đàn ông, mình vào nhà bạn gái nó phải vươn mình ra phía trước. Nó phải mạnh bạo, nó phải đàn ông nó phải men lên. À rồi thầy bảo nhẹ nhàng thì em đi nhẹ nhàng. Rồi, đi lại nào. Anh ơi cho nhạc lên. Vâng. Nào. Đi nào. Vào nhà bạn gái này. Ờ. Được chưa? Tôi vào nhà bạn gái đây. Tắt nhạc, tắt nhạc, tắt nhạc. Tin sư bố mày mày vác súng bắn ai đây? Ủa thầy. Đi vào nhà bạn gái mà ôm theo súng thế này à? Đi thế người ta đập vào mặt trời chứ. Thì bây giờ thầy bảo em là đi mạnh bạo thì ươn mình ra phía trước thì... đành là mạnh bạo nhưng mình vẫn phải nền nã, vẫn nhẹ nhàng tình cảm thì người ta mới yêu. Thì thầy đi thử một đoạn thầy cho em học với. Anh cho tí nhạc lên đây nhá. Thầy dạ. Đi nhá. Rất nhẹ nhàng nhưng mà rất mạnh nhá. Nhẹ vừa nhẹ vừa mạnh. À, đây này đây đi vào nhà bạn gái này. Anh tắt nhạc lên, tắt nhạc, tắt nhạc. Cứ đi thế này thôi em ạ. Thầy ơi. Ơi. Đi thế này thì bao giờ mới vào đến nhà bạn gái ạ? À? Em vào tới nhà thì bạn gái có con rồi. Không được, không được, không được, không được. Thế thì em tán làm sao được? Thế này thì quá chậm so với quy định. Dạ. Ờ, à quên. Thầy thử trí thông minh của em xem thế nào nhá. Trí thông minh để đi tán gái thế. Đúng rồi, thử một tí thôi. À rồi rồi, thầy ra câu đố đi em giải đố. Câu này là đòi hỏi chất xám nhá. Chất xám ạ, rồi. Nhà thầy có 4 con chó. À rồi, 4 con chó. Con chó đen thầy gọi nó là con chó trắng, mà con chó trắng gọi nó là con chó đen. Con vừa đen vừa trắng gọi nó là vừa trắng vừa đen. Con vừa trắng vừa đen gọi nó là vừa đen vừa trắng. Đố mày biết con chó trắng là con chó nào? Thầy đố thế thì có mà bố em cũng chả biết được. Chó nhà tao, tao đố mày, tao còn không biết đây này. Thế mà thầy đố em thì em phải biết thầy đố làm gì nữa. Mẹo thế thì ai mà giải được. Bây giờ thầy phải đố câu nào không mẹo đi. Thôi bây giờ thế này nhá. Dạ. Bây giờ làm thơ đi. Làm thơ tán gái á? Làm thơ tán gái. Ôi, thầy ra chủ đề đi, em xuất khẩu thành thơ cho thầy ra nghe chủ luôn. Đề nhá. Dạ. Vào một ngày đẹp trời có chăng có sao, em lừa bạn gái ra bờ đê, em tán bạn gái thế nào cho bạn gái tê lê phê. Tán đi. Đấy. Có chăng có sao à thầy? Có chăng có sao. Em tán em lạ luôn thầy tán nghe nhá. Tán lạ luôn. Có chăng có sao này. Có thơ đấy nhá. Lạ ơi, trăng hôm nay sáng quá, anh muốn hôn vào má. Được. Lạ ơi, trăng hôm nay nổi trôi, anh muốn hôn vào môi. Tuyệt vời. Lạ ơi, trăng hôm nay mới nhú. Ấy, từ từ, cái này để thầy ngâm cho. Thầy vần, ngâm ạ. Vần gì, vần gì? Dạ, vần ú ạ. Thế để thầy hát ru câu này nhá. Thầy biết hát ru á? Thầy hát ru ơi, bị tởm đấy. Dạ, dạ. Thầy hát ru nhá. Dạ. Vần ú đúng không? Dạ, dạ. Vần ú nhá, để thầy hát ru này. Là ơi, trăng hôm nay mới nhú, anh muốn hôn và mày ra đây, tao cầm mày ra đây, không tao cầm gậy tao quật mày chết. Trăng hôm nay mới nhú, mày hôn vào đâu? Tao bắt mày ra, mày mà bậy nhá. Thay bà, mặt bà con phố giỏ tao oánh mày luôn. Trăng hôm nay mới nhú, mày hôn vào đâu? Trăng hôm nay mới nhú. Mày hôn vào đâu? Trăng hôm nay mới nhú. Mày hôn vào đâu? Em muốn hôn vào rừng rú. Thằng này lừa đảo nhỉ? Dạ. Đây này, cụ ông vừa bảo là tao ngày xưa thế tao lạ gì đây này. Làm, em hôn rừng rú là hôn chuẩn nhất. Mày đừng có xuyên xẹo nhá. Thì nhà em ăn là ở trên miền núi nhiều rừng nên là phải hôn vào rừng rú. Riêng làm thơ thế có mà người ta tát cho méo mặt. Thầy. Thôi bây giờ có biết bật nhạc không?
Em làm nhạc nhưng mà thầy dạy em bài đàng hoàng tử tế em đi tán gái nhá. Dạy đàng hoàng tử tế á? Dạ. Thầy dạy em nhá. Thôi bây giờ thầy nhờ mấy anh ban nhạc lên để oánh cho thầy hát xong thầy dạy cho em mấy bài nhá. Thầy đợi em chút, em mời các anh ban nhạc lên đánh nhạc cho thầy nhá. Được rồi, thầy dạy là nhớ phải học theo đấy nhá. Và tiếp theo, Vượng Dâu xin gửi tới tất cả quý vị có mặt tại nơi đây, tất cả các bác, cô chú, anh chị và các bạn, quan viên hay họ, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc cho quý vị và gia đình hội hôn được luôn luôn hạnh phúc, bình an. Ca khúc đầu tiên gửi tặng cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ca khúc Đám Cưới Trên Đường Quê. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sáng hôm nay trên quê hương tôi
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị và các bạn. Dạ. Và bây giờ để đổi nhiệt, cho phép Phượng Dâu hát một bài rất nhẹ nhàng, tình cảm, ca khúc Lại Nhớ Người Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đây là một trong những nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên. Bài hát này sau 43 năm mới được nổi tiếng trở lại. Một nhạc phẩm về tình yêu rất là đẹp, rất là hay. Khi yêu nhau thì có khi vừa gặp buổi sáng, nhưng buổi chiều đã nhớ rồi.
rất là nhiều. Và một nhạc phẩm bài này xin được hát với Beat. Vâng, một nhạc phẩm mà quý vị yêu mến Vượng Dâu cách đây hơn chục năm rồi mà không có trên karaoke hay là trên những trang mạng để có những cái beat này. Xin gửi tặng cho quý vị một nhạc phẩm rất hay, bài hát Thuyền Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày hôm nay Vượng Dâu về đây thấy tất cả quý vị, có cả các cụ ông, cụ bà, các bác, các cô chú, anh chị đông đủ ở đây. Ai cũng tươi tỉnh, ai cũng hạnh phúc và ai cũng xinh đẹp. Mọi người ở dưới thì rất là tươi, rất vui và rất là yêu những anh chị em nghệ sĩ, từ ca sĩ Thắng Lợi cho đến nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, rồi đến Vượng Dâu ra, rồi các em bạn trẻ nữa. Cho nên Vượng Dâu cảm thấy rất là cảm ơn và cũng rất là hạnh phúc rất nhiều. Chúc cho quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe và nhà nào lộc đấy, phúc đẳng hà sa, đi tươi về tốt, mua chín bán 10, xanh như lá, đẹp như hoa. Nếu có thể cho nhạc to một chút nữa. Thuyền em đi trên sông trăng. Quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên trời.
xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị một lát nữa nếu còn thời gian, Vượng Dâu sẽ trở lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, xin được cảm ơn phần biểu diễn của danh hài Vượng Dâu. Kính thưa quý vị, thay mặt nhà gái xin được hân hoan chào đón sự có mặt của nhà trai chú rể Vũ Nguyễn cũng đã đến và chung vui cùng nhà gái của cô dâu Như Phùng. Và xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng ra cửa chính khán phòng để xem màn pháo hoa chào đón nhà trai cũng là để chúc mừng cho bữa tiệc ngày hôm nay. Thầy Thanh Hiền rất muốn nghe tiếng pháo tay của quý vị dành cho chương trình ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn và xin được hát một bài hát để tặng cho tất cả các vị khách quý trong cái ngày rất vui của gia đình hôm nay. Mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn Hoàng Trang, Tơ Duyên. Xin kính chúc tất cả quý vị hạnh phúc cùng với gia đình thật vui ạ. Em đang mong chờ anh tới, ta cưới
cho đời em là vợ hiền, anh sẽ là chồng duyên. Đó là ước mơ thật là chính đáng, thật là cao đẹp của mỗi một lứa đôi. Khi đã đi đến cái kết luận cuối cùng của tình yêu, đó là phải đi đến hôn nhân. Và Thanh Thanh Hiền cùng chia vui với các em trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và trước khi chia tay với quý vị, Thanh Thanh Hiền muốn dành một món quà để gửi tặng quý vị. Nếu như quý vị nồng nàn đón nhận thì Hiền sẽ hát tặng quý vị một bài ca tân cổ. Bài này cũng rất phù hợp với mỗi một làng quê Việt Nam của chúng ta, đặc biệt với một vùng đất yêu văn hóa, yêu nghệ thuật như thế này. Xin được hát tặng các anh các chị, đặc biệt là những người bạn gái, những chị gái, các cô, các dì, các bà. Mong làm sao mọi người thật mạnh khỏe và sắc xuân thật là luôn hiện hữu trên gương mặt của quý vị. Bởi người phụ nữ Việt Nam, chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có một cái nét đẹp mà không ở đâu có được. Đó là gì ạ? Đó là giận thì giận mà thương thì thương. Cái điều này là chỉ có phụ nữ Việt Nam mình mới có thôi. Và bây giờ sẽ là một bài ca tân cổ có tựa đề Em yêu anh như yêu cầu ví giảm. Tình yêu em như sóng biển chiều dâng, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm. Như vầng trăng sáng to giữa hơi xa, như hàng dương gió reo suốt bồn mùa. Em yêu bờ cát trắng, lòng âu lo khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu vì rằng giận thì giận mà thương cũng thật. Ngoài khơi xa đang có gì đời anh? Phong ba biển đông sóng gầm cao, em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu như dòng sông. Biển chiều anh ơi,
tình có chỉ dặm vời người thương chốn xa. Về muộn lắm anh ơi, việc nhà em lo hết, từ vườn ruộng lúa rau đến phiên chợ quê tròn suốt cánh thâu như dòng sông lúc với rơi là ai đây. Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Và dần thế dần mà thương lại càng thương, từ nơi thầm sâu biết bao điều muốn nói, mà lúc gặp nhau cứ mừng tôi nghẹn lời. Thương anh nhiều nên em mới giận mà thôi, chỉ còn một mình anh trốn. Dầu có giận có hận thương lại càng thương. Xin cảm ơn quý vị. Nếu như thời gian còn nhiều thì Thanh Hiền sẽ rất sẵn sàng để gửi lên quý vị nhiều những cái tác phẩm khác nữa. Nhưng mà Hiền nghĩ là chương trình đến đây thì cũng có thời lượng đã hết rồi. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Và ngày mai, thưa quý vị, chương trình của chúng ta vẫn còn nữa. Cho nên quý vị hãy ngủ một đêm thật ngon giấc, cho khỏe, cho vui và cho có năng lượng để ngày mai chúng ta lại tiếp tục với những cuộc vui và với những tiết mục hấp dẫn hơn nữa ạ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Lời đầu tiên cho Lê Nhung xin gửi tới quý bà con lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rừng ơi xanh thắm chi nhiều để em nhớ anh, dòng sông thêm xanh trên đầu từ nơi thâm xa.
dòng sông bên lỡ bên bờ tình em vẫn mơ. Khi Lê Nhung được đứng trên sân khấu của tiệc cưới ngày hôm nay, lời đầu tiên thì kính chúc cho anh chị Như Phùng và Vũ Nguyễn có một lễ cưới thật là hạnh phúc. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và sớm sinh quý tử. Và một ca khúc tiếp theo rất là vui nhộn, em xin được mời dàn nhạc lên phụ giúp cho với Lê Nhung. Một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, rất là vui nhộn và quen thuộc ạ. Ca khúc có tựa đề Cô Gái Vót Chồng. Vâng ạ. Ở trên non như bao cô gái ở Tây Nguyên.
Dạ vâng, và lần đầu tiên cho phép Huyền Anh xin được gửi tới toàn thể đất các quý vị đang có mặt tại tiệc cưới ngày hôm nay một lời chào thân thương nhất. Và ca khúc đầu tiên để chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay, Huyền Anh muốn gửi tới quý vị một ca khúc rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, được mang tựa đề Cảm ơn tình yêu. Quý vị cứ tập trung lên sân khấu đi ạ. Vâng. Hôm nay sẽ có rất nhiều màn đốt pháo còn thú vị nữa để mừng cho ngày vui của cô dâu và chú rể. Lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi cần thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao quá nhanh, ngại lòng không nói nên lời. Dành cho chúng ta một em vui say có mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một em nhớ những phút giây gần nhau sao quá nhanh, nguyện lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao sẻ, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dành cho chúng ta một đêm nhớ. Chào một tay của quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ca khúc tiếp theo hiện nay muốn gửi tới quý vị một ca khúc rất là sôi động, cũng vô cùng là nóng bỏng. Ca khúc được mang tựa đề Hot. Xin được gửi đến thầy các quý vị. Thiếu đốt em đêm nay. Tôi chơi vơi, để sáng mai sẽ tới, một ngày quên sẽ tới. Tôi thương như thương có khác trên bờ môi. Dù bàn tay đắp trong bàn tay, dù trái đất kia sẽ vuông quay, chẳng còn lo ngại chi những dấu gian rồi sẽ phai tàn. Chỉ cần ta hòa chung nhịp tim, đập thật nhanh đừng để lặng im hay. Một lần cháy hết những đam mê cuồng điên, thiếu đốt em đêm nay, anh sẽ như cơn say khi tiếng cười ngập tràn. Chút đắng cay cho bước chân ta xoay, cho thế gian quay quay quên hết chuyện thường ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng trở lại với phần hòa tấu của ban nhạc Nghĩa Trí.
được trân trọng gửi đến quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, và sẽ hát một bài hát để quý vị cùng hòa chung với không khí của ngày hôm nay. Tình cây và đất của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với chuyện trăm năm ân tình, cây vàng đất cây bám rễ sâu đất nôm chặt tận đầy lòng, cây và đất đem đến môi sinh mạnh sống cho đời. Trời sẽ mưa nên khiến em gặp anh, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày rồi. Thành tâm cầu chúc một mùa xuân vĩnh hằng cho lứa đôi đẹp nhất của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe tình khúc vừa rồi. Và bây giờ xin được hát tặng quý vị một bài hát nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác ạ. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với không gian của những
thập niên 60. Rất lãng mạn, rất trữ tình. Quý vị, chúng ta cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Mơ Hoa. Xin trân trọng kính gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin quý vị đừng đừng thắc mắc, đừng hỏi han gì thêm, bởi vì Thanh Thanh Hiền sẽ còn trở lại với quý vị ở phần sau, bởi vì chúng ta còn rất nhiều khách đang tới. Xin quý vị chờ cho trong giây lát ạ. Xin cảm ơn quý vị. Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương như em bên bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc đi vào Nam.
cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc. Và để nối tiếp chương trình thì sau đây xin phép được mời anh Vũ Thắng Lợi lên song ca cùng Lê Nhung một ca khúc rất là quen thuộc. Vâng ạ, và xin phép được trở lại với chương trình trong buổi tối hôm nay để gửi tặng bà con, gửi tặng tới quý vị một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thuần Yến. Xin gửi tới tất cả quý vị Người Em Ở Cuối Sông Hồng. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát này. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này còn nước lăng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Em ở phương xa nghe đài báo xa mùa đông mang, em thương anh nơi chiến hào gặp xét mà em thương ai. Chiều nay đang đứng ngang lúc anh giữ đất trời, lòng người chiến sĩ có tình yêu bốn mùa dưới dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Xin quý vị có thể dành cho Thắng Lợi và Hồng Nhung một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Này em gái trên ương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân về bên em. Người đẹp ơi, người đẹp ơi, người đẹp ơi, anh về. Xin mời quý vị ạ. Giữa đất trời nơi nào xa rồi mà đêm tối
lại dần lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương ngầm thầm bao lâu. From Lady Killer. Trở lại với bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay và ca khúc đầu tiên hôm nay muốn gửi tới quý vị một ca khúc rất là ngọt ngào được mang tựa đề Có Em Chờ. Xin một tràng vỗ tay của quý vị được không ạ? Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà em
vàng thắp lên bên ở cửa nhà. Thì như là những siêu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Và ca khúc tiếp theo, một ca khúc một sáng tác của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, một ca khúc rất là quen thuộc được mang tựa đề Không Thể Và Có Thể Gì Với Đơn Thể quý vị. Oh,
trống một tay thật lớn cho biết nhà được không quý vị? Thầy Vương.